Chào các bạn, đây là cục Laxgo, cục phát sóng wifi quốc tế mà mình thuê ở Việt Nam. Và hiện tại mình đang ở sân bay Thao Duyển ở Đài Bắc, Đài Loan. Bây giờ mình sẽ thử xem là cái tốc độ của cái cục phát sóng wifi quốc tế này như thế nào. Thì đây là cục phát sóng wifi quốc tế, tức là sao? Tức là mình thuê cục này ở Việt Nam để mình mang đi ra nước ngoài để mình sử dụng. Thì cục này nó hỗ trợ các nước như là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan, Malaysia cũng như là châu Âu, tức là rất là nhiều nước ở trên thế giới. Thì mình chỉ cần thuê cục này ở Việt Nam và sau đó mình mang đi bất cứ chỗ nào mình xài thôi, mình không cần phải làm gì hết, tức là không phải gắn sim, không phải kích hoạt, không phải liên hệ gì hết. Mình tới đây mình mở lên, mình đợi một chút xíu là kết nối với cái mạng di động của cái nước sở tại, sau đó nó phát wifi cho mình sử dụng. Thì hiện tại đang ở Đài Loan nó kết nối vào cái mạng China Mobile, Taiwan Mobile. Đó. Thì cái đặc điểm của cục này là gì? Mình đăng ký ở Việt Nam và mình đi nước ngoài mình sử dụng, mình không cần đăng ký ở nước ngoài. Thì cái chuyện mà chúng ta đi nước ngoài chúng ta mua sim, data hoặc là chúng ta thuê cái cục hotspot để chúng ta phát á, thì nó cũng thường sử dụng, tức là mình thường làm điều đó rồi, nhưng mà nó tương đối là khó khăn, mất thời gian, và đối với một số người không quen á, thì cái chuyện đó rất là phức tạp. Do đó cái việc là thuê cục này ở Việt Nam sau đó mang ra nước ngoài sử dụng không cần phải làm gì hết, thì đó là một cái lợi thế rất là đáng khen cho cục này. Thì ngoài cái chuyện là phát wifi để sử dụng á, thì cái này nó có trong đây 5000 mAh, nó sẽ có thể phát liên tục được trong vòng 8 tiếng đồng hồ và cho 8 thiết bị khác nhau. Thì rõ ràng đó là lợi thế. Trước đây á, mình hay ra nước ngoài mình mua cái sim data, mình bỏ vào trong cái điện thoại của mình phát cho những điện thoại khác xài. Thường nó giới hạn khoảng chừng 5 máy và nó rất là hao pin, bởi vì cái máy đó nó vừa nó phát wifi nó vừa làm chuyện khác nữa, rất là hao pin. Thì bây giờ nếu mình sử dụng cục này mình có được phát nhiều hơn, thì do đó những người đi chung với mình có thể sử dụng được. Ví dụ như bản thân mình có 4 thiết bị rồi, 2 cái điện thoại, 1 cái tablet và 1 cái máy tính rồi vợ mình đi ké mình có thể sử dụng thêm một số cái thiết bị nữa. Vậy đó rất là tuyệt vời, mình nghĩ khoảng 3 người sử dụng cái thiết bị này là ngon. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử xem là cái tốc độ mạng của nó ở Đài Loan nó như thế nào. Thì ở đây mình thấy là nó kết nối với lại cái Taiwan Mobile 4G. Ở Việt Nam thì nó kết nối với lại cái Vinaphone 3G. Thực chất thì mình không quan tâm tốc độ mạng ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam mình đã có rất là nhiều cái nhà mạng khác để mình sử dụng. Bây giờ mình quan tâm là mình sử dụng ở nước ngoài, ví dụ như Đài Loan này chẳng hạn, và ngày mai mình sang Mỹ mình sẽ sử dụng xem là Mỹ như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn. Đây là cái cục Laxgo, thì các bạn thấy là nó đang được kết nối cái mạng 4G Taiwan Mobile. Thì ở đây là cái HTC 10 của mình, có dán da các tên rất là đẹp. Thì các T10 các bạn thấy được cái đây là cái dung lượng nãy giờ mình đã test ở trên cái iPhone. Đây là cái version của nó và đây là cái tên của cái mạng wifi. Thì ở đây các bạn thấy là cái HTC 10 mình đã nhận được cái tên mạng nó rồi. Bây giờ mình sẽ nhập cái password của nó vô. Của nó là 1340418415415. Rồi, connect. Rồi, bây giờ mình đã connect thì cái iPhone đang kết nối vào đây rồi, đâm ra là nó hiện lên cái số thiết bị là 2. Mình đang dùng cái iPhone để mình ghi âm, do đó là mình không có thử được. Thì bây giờ nó đang kết nối vào cái UUTSCS gì đó là cái tên của nó. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Trước tiên mình sẽ vào website Tinh tế ở Việt Nam. Thì các bạn thấy là nó load khá là ổn nếu mà so với cái chuyện là các bạn đi nước ngoài các bạn sử dụng. Rồi đó, ở đây chúng ta có thể vào Tinh tế để chúng ta spam hay làm gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử ví dụ như là vào Facebook. Đó, có 15 cái notification. Đó. Vợ mình chết bà, vợ comment nguy hiểm quá. Comment này. Đó. Rồi. Không nhắc máy luôn, thôi bỏ qua. Ok, bây giờ có người gọi lại. Alo. Alo. Nghe em Nguyên ơi. Anh mở video nha, Anh đang test mạng thôi. Giờ này vẫn đang ở công ty hả? Đẩy thằng Khoa ra chỗ khác đi, nhìn mặt thằng Khoa gớm quá. À, mình đổi đi, nhìn mặt Hạnh Nguyên đi cho nó vui vẻ. Anh ơi, nhìn mặt của An nè. Cút mày. Ok, rồi anh thử vậy nha. Cảm ơn. Nãy giờ anh đang test thử coi cái mạng Laxgo nó có chạy không á. Rồi, cúp máy nha. Ok, các bạn thấy là cũng được. Anh Khang đang ngủ rồi.